Thưa ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương, xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam, 16.12 miền Bắc California, hệ thống Galaxy 19 toàn Hoa Kỳ và Canada, website ibctv.us và YouTube IBC TV Official. Và để mở đầu cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Phần Lan gia nhập NATO là mối đe dọa đối với Nga. Anh đề nghị hơn 100 khoản tiền phạt vì vi phạm phong tỏa ở phố Downing. Ông Kim của Bắc Hàn đeo khẩu trang thảo luận về sự bùng phát COVID. Arizona thi hành án tử hình đầu tiên sau 8 năm. Lửa thiêu rụi những ngôi nhà ở thị trấn giàu có ở California. Và sau đây, xin quý mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên của sự trình bày của sứ ngôn viên Trang Lương. Kính thưa quý vị, Phần Lan gia nhập NATO là mối đe dọa đối với Nga. Điện Kremlin hôm thứ Năm cho biết là việc Phần Lan gia nhập NATO chắc chắn là một mối đe dọa đối với Nga và sự mở rộng của khối quân sự sẽ không làm cho châu Âu hoặc thế giới ổn định hơn. Phát biểu với báo giới trong cuộc họp hội nghị, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết là các bước mà Phần Lan thực hiện là để gia nhập NATO là lý do để hối tiếc và là lý do để áp đặt một phản ứng đối xứng. Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan hôm thứ Năm cho biết nước họ phải nộp đơn gia nhập Liên minh quân sự NATO ngay lập tức. Khi được hỏi liệu điều này có phải là mối đe dọa đối với Nga hay không, thì ông Peskov nói, chắc chắn rồi, sự mở rộng của NATO không làm cho lục địa của chúng ta ổn định và an toàn hơn. Ông nói Phần Lan đã tham gia các bước không thân thiện chống lại Nga. Khi được hỏi phản ứng của Nga sẽ diễn ra theo hình thức nào, thì ông trả lời, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào quá trình mở rộng này của NATO diễn ra như thế nào, mức độ mà cơ sở hạ tầng quân sự di chuyển gần biên giới của chúng ta hơn nhiều hơn. Anh Quốc đề nghị hơn 100 khoản tiền phạt vì vi phạm phong tỏa ở phố Downing. Cảnh sát của Anh Quốc cho biết vào hôm thứ Năm, họ đã thực hiện hơn 100 giấy yêu cầu nộp phạt như là một phần của cuộc điều tra về việc vi phạm quy tắc đóng cửa tại các cuộc tụ họp được tổ chức ở phố Downing trong đại dịch coronavirus. Thủ tướng của Anh Quốc là ông Boris Johnson đã xin lỗi khi đã nhận một khoản tiền phạt vào hồi tháng 4 vì đã vi phạm quy tắc đóng cửa bằng cách tham dự một cuộc tụ họp trong văn phòng của ông để kỷ niệm sinh nhật của ông, nhưng đã từ chối từ chức vì điều đó. Ông có thể bị phạt thêm vì các cuộc tụ tập khác. Nhưng vào hôm thứ Năm, phát ngôn viên của ông Boris Johnson cho biết là ông vẫn chưa nhận thêm một khoản tiền phạt nào. Vợ của ông là bà Carrie và Bộ trưởng Tài chánh Rishi Sunak cũng đã bị phạt vào hồi tháng trước. Cảnh sát cho biết là cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, vì vậy tổng số tiền phạt có thể tăng thêm. Đây là thông tin cập nhật đầu tiên từ cảnh sát về số lượng tiền phạt đã được đưa ra trong một tháng sau khi họ trì hoãn cho đến sau cuộc bầu cử địa phương đã được tổ chức vào hồi tuần trước. Trong lần cập nhật cuối cùng vào ngày 12 tháng 4, cảnh sát cho biết là họ đã thực hiện hơn 50 giấy giới thiệu để nộp phạt. Cảnh sát đang điều tra về 12 cuộc tụ họp đã được tổ chức tại phố Downing và văn phòng nội các sau khi một cuộc điều tra nội bộ đã cho thấy nhân viên của ông Boris Johnson đã rất thích các bữa tiệc có cồn, trong đó nhà lãnh đạo Anh tự mình tham dự một số sự kiện. Ông Kim của Bắc Hàn đeo khẩu trang thảo luận về sự bùng phát COVID-19. Truyền hình nhà nước KRT của Bắc Hàn đã phát sóng đoạn video vào hôm thứ Tư về nhà lãnh đạo Kim Jong-un đeo khẩu trang dùng một lần đang tổ chức cuộc họp của Bộ Chính trị quyền lực của Đảng Công nhân cầm quyền để thảo luận về sự bùng phát COVID-19 ở nước này. Trong các cảnh quay trước đây với các cuộc họp như vậy hoặc các sự kiện khác thì tất cả mọi người trừ ông ta đều đeo khẩu trang. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã triệu tập cuộc họp hôm thứ Ba để ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trên toàn quốc và huy động nguồn cung cấp y tế dự trữ khẩn cấp sau khi nước này xác nhận đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên. Một số chuyên gia cho rằng với thừa nhận hiếm thấy về đợt bùng phát dịch thì Bắc Hàn có thể đang truyền đi thông điệp muốn sự trợ giúp từ bên ngoài.
Ông Kim Jong Un cũng nhấn mạnh ngành y tế và cơ quan chống dịch cần rà soát mọi người dân, có biện pháp chữa trị, tích cực khử trùng mọi khu vực từ nơi làm việc tới nơi sinh sống. Nhưng đồng thời ông Kim Jong Un cũng lưu ý nhà chức trách cần giảm sự bất tiện mà người dân phải đối mặt trong tình thế phong tỏa chặt chẽ tới mức tối thiểu. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Bắc Hàn nhận định một số người ở thủ đô Bình Nhưỡng đã nhiễm phòng dòng phụ BA.2 của chủng Omicron nhưng không nói chi tiết số ca hoặc nguồn lây nhiễm. Mẫu bệnh phẩm được thu thập từ ngày 8 tháng 5. Arizona thi hành án tử hình đầu tiên sau 8 năm. Các viên chức của nhà tù tiểu bang cho biết Arizona đã tiến hành vụ hành quyết đầu tiên kể từ năm 2014 vào hôm thứ Tư để xử tử một tù nhân đã bị kết tội giết một sinh viên hơn 4 thập kỷ trước. Frank Trada là phó giám đốc của bộ phận cải huấn của tiểu bang đã nói với một cuộc họp báo, Clarence Gwen Dixon đã bị kết tội đâm và siết cổ cô Diana Baldwin, sinh viên đại học của tiểu bang Arizona vào năm 1978, đã bị giết chết bằng cách tiêm thuốc gây chết người vào lúc 10 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương hôm thứ Tư tại nhà tù của tiểu bang ở Florence, Arizona. Ông Strada đã nói trong lời nói cuối cùng của mình, ông Dixon vẫn giữ nguyên sự vô tội của mình và chỉ trích phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ cho phép tiến hành hành quyết này. Tòa án tối cao của Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư đã từ chối mà không giải thích yêu cầu từ các luật sư của ông Dixon về việc tạm dừng hành quyết đối với lý do rối loạn tâm thần. Đây là lần đầu tiên Arizona thi hành án tử hình kể từ khi sau vụ hành quyết Joseph Wood vào năm 2014, khi phải mất gần 2 giờ đồng hồ sau khi tiêm hai loại thuốc mới có hiệu lực. Có các nhân chứng cho biết ông ta đã khịt mũi và thở hổn hển trước khi chết. Các nhà chức trách cũng cho biết là ông Wood đã hôn mê và không hề đau đớn. Sau đó thì Arizona đã tạm dừng các vụ hành quyết. Và năm 2017, một thẩm phán của liên bang đã chấp nhận những cải cách sâu rộng trong các quy định về hình phạt tử hình của tiểu bang, bao gồm một thỏa thuận ngừng sử dụng một số loại thuốc. Tiểu bang cũng cho biết là họ sẽ giới hạn thẩm quyền của lãnh đạo bộ cải huấn trong việc thay đổi loại thuốc và cho phép một tù nhân có thời gian thử thách bất kỳ sự thay đổi của thuốc. Bầu trời đỏ rực gây xôn xao ở Trung Quốc. Bầu trời ở Chu Sơn, miền đông Trung Quốc gây chú ý vì chuyển màu đỏ rực, được giải thích là do hiện tượng khúc xạ và tán xạ ánh sáng từ đèn tàu. Mạng xã hội Trung Quốc cuối tuần qua lan truyền hình ảnh và video cho thấy bầu trời thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang chuyển sang màu đỏ thẫm. Nhiều tài khoản còn đồn đoán liệu màu trời kỳ lạ có liên quan tới các điểm báo hay không. Loạt video và hình ảnh về bầu trời đỏ ở Chu Sơn nhanh chóng đã trở thành một trong những chủ đề thịnh hành nhất trên mạng xã hội Weibo, thu hút hơn 150 triệu lượt xem tính tới tối 8 tháng 5. Tôi chưa từng chứng kiến hiện tượng như vậy, tôi thật sự kinh ngạc khi bầu trời chuyển màu đỏ. Một người quay video chia sẻ. Một số người dùng mạng xã hội cho rằng bầu trời chuyển màu đỏ là do một vụ hỏa hoạn lớn nhưng chưa được thông báo. Tuy nhiên thì giới chức địa phương khẳng định không có đám cháy nào. Bầu trời Chu Sơn sau đó cũng đã trở lại màu sắc bình thường. Xin quý vị vẫn tiếp tục với băng tần của đài truyền hình IBC TV. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 ngay sau phần các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ băng tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, Nga thu hoạch sản lượng ngũ cốc cao. Tổng thống Vladimir Putin cho biết vào hôm thứ Năm là Nga, một trong những nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới, sẽ tăng xuất khẩu lúa mì trong năm nay do có khả năng thu hoạch kỷ lục. Nga cạnh tranh với Liên Âu và Ukraine để cung cấp lúa mì cho Trung Đông và Châu Phi. Nga vẫn tiếp tục xuất khẩu bất chấp những khó khăn về hậu cần và thanh toán do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow về những gì mà Nga gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với một cuộc họp của các viên chức kinh tế hàng đầu ở Moscow rằng Nga dự kiến sẽ thu hoạch 130 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2022,
trong đó có 87 triệu tấn lúa mì. Công ty tư vấn Sovicon đã cho biết vào hồi tháng 4, xuất cảng cao hơn từ Nga trong mùa tiếp thị mới từ tháng 6 đến tháng 7 có thể giúp đáp ứng một phần nhu cầu toàn cầu đang gia tăng trong trường hợp xuất cảng của Ukraine vẫn ở mức thấp và Kyiv không lấy lại được quyền tiếp cận với các cảng ở Biển Đen của mình. Các cảng của Ukraine đã bị phong tỏa kể từ khi Moscow đưa hàng chục ngàn quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Các nhà xuất cảng của Nga phần lớn đã xoay sở để giải quyết các vấn đề về hậu cần và chuyển tiền thanh toán do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow kể từ khi cuối tháng 2 và đang xuất cảng lúa mì từ phía Nga ở Biển Đen và không thường xuyên từ bờ biển Azov. Nga đã sản xuất một vụ ngũ cốc kỷ lục là 133,5 triệu tấn vào năm 2020, bao gồm 85,9 triệu tấn lúa mì và cũng cho biết là vụ mùa thấp hơn vào năm 2021. Các tài xế ở Florida đã vội vã giúp tài xế trong trường hợp khẩn cấp y tế. Cảnh quay giao thông cho thấy là những người tài xế ở Florida đã lao tới chặn một chiếc xe hơi, trong đó thì một tài xế đã bất tỉnh sau khi bị một trường hợp khẩn cấp y tế. Máy quay đã ghi lại được sự việc xảy ra vào ngày 5 tháng 5 tại bãi biển Beyond Thun. Đoạn phim cho thấy là một người phụ nữ đang chạy theo một chiếc xe hơi đang chạy chậm băng qua một ngã tư. Cô vẫy tay kêu cứu khi chiếc xe băng qua ngã tư và những người tài xế đã lao ra khỏi xe của họ để ngăn nó đâm vào những chiếc xe khác. Theo như cảnh sát Ponton Beach, người phụ nữ chạy đuổi theo chiếc xe là đồng nghiệp của người tài xế. Khi xe dừng lại thì một tài xế đã dùng quả tạ đập vỡ cửa kính bên hông của hành khách phía sau. Một phụ xe khác thì trèo vào mở khóa cửa hông phía hành khách. Chiếc xe cuối cùng đã được đẩy đến một bãi đậu xe gần đó, nơi người lái xe đã được chăm sóc y tế. Đoạn video được cảnh sát đăng trên trang Facebook của họ. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn đối đầu quân sự với NATO, tin từ Tòa Bạch Ốc. Hoa Kỳ không tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đối đầu quân sự với Liên minh NATO. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin đã tuyên bố vào ngày 11 tháng 5, trong lúc Moscow vất vả đạt được các mục tiêu ở Ukraine sau 3 tháng xâm lược. Khi bạn nhìn vào tính toán của ông Putin, theo quan điểm của tôi, và tôi tin chắc rằng ông Putin có quan điểm của riêng mình, nhưng quan điểm của tôi là Nga không muốn đối đầu với Liên minh NATO, ông Austin đã nói trong một cuộc điều trần tại Quốc hội của Hoa Kỳ. Trong cùng ngày 11 tháng 5, Tổng thống của Phần Lan là Sauli Niinisto cũng kêu gọi Tổng thống Nga nên tự soi gương nếu Phần Lan quyết định gia nhập NATO để tăng cường an ninh cho chính mình. Nhà lãnh đạo của Phần Lan dự kiến vào ngày 13 tháng 5 sẽ xác nhận rằng Helsinki sẽ nộp đơn xin trở thành thành viên của Liên minh quân sự phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu để đáp trả cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Kính thưa quý vị, phần tin tức từ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam gặp Bộ trưởng Tài chính Thương mại Mỹ. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 11 tháng 5 đã có các cuộc gặp với các quan chức tài chính và thương mại Hoa Kỳ trong ngày làm việc đầu tiên sau khi đặt chân tới Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN. Theo như cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP, trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ là Janet Yellen, ông Chính đã cảm ơn sự ủng hộ của bà đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính, tiền tệ và kinh tế, thương mại thời gian qua, đồng thời khẳng định hợp tác trong lĩnh vực này đã có bước phát triển tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện cho hai nước. Tin cho hay là ông Chính cũng mong Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản một cách lành mạnh, an toàn, minh bạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Cùng ngày, thì Thủ tướng Việt Nam cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ là Gina Raimondo. Trong đó, ông cũng cảm ơn phía Mỹ đã thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian qua, cũng như tháo gỡ kịp thời các vấn đề vướng mắc theo hướng không làm gián đoạn thương mại giữa hai nước. Và chính giới của Hoa Kỳ tham dự Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 28. Vào hôm ngày 11 tháng 5, các nghị sĩ và các quan chức của chính phủ Hoa Kỳ cùng với Hội đoàn Cộng đồng Người Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 28, nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị căn bản mà Hoa Kỳ cần thúc đẩy khi xúc tiến quan hệ ngoại giao với chính quyền Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đã diễn ra cùng lúc với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính
và phái đoàn đang có chuyến công du tại thủ đô Washington để tham dự thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN. Ban tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam đã nói với đài VOA rằng, ngoài sự kiện trực tuyến này, còn có Ngày Vận động cho Nhân quyền Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 5, là dịp để các cộng đồng người Việt có mặt ở thủ đô Hoa Kỳ gặp gỡ các nhà lập pháp để yêu cầu gây áp lực về nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam. Từ năm 1994, ngày 11 tháng 5 hàng năm đã được Quốc hội Hoa Kỳ công nhận là Ngày Nhân quyền Việt Nam để nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ và khuyến khích các quyền tự do căn bản của công dân Việt Nam đã được quốc tế công nhận. Lửa đã thiêu rụi những ngôi nhà ở thị trấn giàu có ở California. Những làn khói dày đặc bốc lên bao trùm các khu dân cư vào hôm thứ Tư khi đám cháy rừng quét qua vùng Laguna Niguel, nhà giàu có ở Nam California, phá hủy khoảng 20 ngôi nhà, trong khi thiêu rụi khoảng 200 mẫu và khiến người dân phải di tản. Mặc dù là tương đối nhỏ so với những đám cháy rừng lớn ở nông thôn ở các bang miền Tây, ngọn lửa đã lan nhanh qua các rặng núi của cộng đồng quận Cam với những cơn gió buổi chiều. Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những ngôi nhà trị giá hàng triệu Mỹ Kim bị thiêu rụi bởi ngọn lửa màu cam và những luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên cao, trong khi những ngôi nhà lân cận vẫn còn nguyên. Cư dân Tim Whitten cho biết đó là do chỉ có một lối thoát cho nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng, khiến gây ra tắc nghẽn giao thông khi mọi người cố gắng di tản. Whitten nói với Reuters trong một cuộc trò chuyện trên Twitter, mô tả cảnh tượng này là mọi người khóc và ôm nhau và những chiếc xe đầy ắp những món đồ quý giá nhất của họ từ ngôi nhà của họ. Cơ quan chữa cháy quận Cam cho biết là số ngôi nhà bị cháy có thể tăng cao hơn 20 ngôi nhà, trong khi Sở Cảnh sát trưởng quận Cam cho biết là các cuộc di tản đã được yêu cầu đối với khoảng 100 ngôi nhà. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Vâng, và đặc biệt là xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, đã có mặt trên thị trường hơn 10 năm và cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ 2 tại Gavi Avenue, Rosemith, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ 3 tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Bảo Khanh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình đặc sắc của IBC TV.